Xin chào các bạn đã đến với kênh video của Phương. Hôm nay Phương sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa hướng dương này. Để làm mẫu hoa hướng dương thì trước tiên các bạn sẽ có nền. Nền thì các bạn có thể tự vẽ nè, rồi tô màu hoặc là in hoặc là mua bên Phương. Tiếp theo là giấy sợi Willin ha. Làm hoa hướng dương thì chúng ta cần có nhị màu nâu nè và cánh hoa màu vàng. Dụng cụ thì còn có keo sữa, kéo, cây xoắn hoặc là máy xoắn gì các bạn đều làm được nha, và nhíp. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nha. Trước tiên Phương sẽ hướng dẫn các bạn xoắn nhị hoa hướng dương. Rồi bây giờ các bạn cùng xoắn với Phương nha. Cách xoắn này vô cùng quen thuộc rồi nha. Các bạn đút sợi giấy vào khe của cái xoắn và xoắn xoay vào trong người mình nha. Xoắn cho đến hết sợi giấy. Rồi bây giờ các bạn bung ra từ từ thôi nha, bởi vì nhị hoa hướng dương này chúng ta sẽ làm kéo lại tâm nha. Các bạn ước lượng bung ra sao cho nó vừa với cái nhị của hai hướng dương. Vừa rồi nha các bạn. Rồi. À, Phương quên ráng keo mất rồi. Bây giờ Phương sẽ ráng keo. Rồi. Để mà hạn chế keo thì các bạn nên ráng keo ra ha. Sau đó chúng ta sẵn xong rồi chúng ta lại chấm như thế này. Rồi. Rồi chúng ta đặt vào. Các bạn đừng có lo là chấm như thế là không có dính nha. Bởi vì keo bên Phương rất là đặc, các bạn chỉ cần chấm như vậy và chúng ta dán vào nền là nó sẽ khô rất là nhanh. Các bạn khi chọn mua keo sữa thì các bạn nên mua loại keo sữa đặc nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoắn. Phương sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cánh hoa của bông hoa hướng dương này ha. Rồi, các bạn lấy sợi giấy màu vàng, dùng cây xoắn, xoắn ha, xoắn hết sợi. Sau đó chúng ta bung vừa phải thôi, chậm chậm thôi. Chúng ta ước lượng cái cánh hoa hướng dương nó to như thế nào thì chúng ta bung ra to như vậy. Các bạn cũng làm tương tự như vậy, chấm keo. Rồi, sau đó các bạn nhìn ở dưới nền nha. Thí dụ như cái cánh hoa hướng dương nó quay ở hướng nào thì các bạn sẽ đặt cái mũi xoắn của mình quay hướng như vậy. Sau đó các bạn sẽ dùng nhíp vuốt một cái đầu hoa hướng dương cho nó nhọn, cho nhìn nó giống ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm cánh thứ hai. Bung ra từ từ thôi nha các bạn. Rồi. Chấm keo. Đây, các bạn nhìn dưới nền nha, cái cánh nó nằm hướng nào, nó quay hướng nào thì chúng ta vuốt nhọn theo hướng đó. Rồi bây giờ các bạn cùng làm tiếp những cái cánh hoa hướng dương còn lại với Phương nha. À, Phương đã hoàn thành một cái bông hoa hướng dương rồi à. Các bạn nhìn xem nó có dễ làm không ạ? Chỉ áp dụng kỹ thuật xoắn đều và một chút sự tỉ mỉ thôi thì các bạn đã tạo ra một cái bông hoa hướng dương như thế này rồi. Chúng ta không cần khéo tay, chúng ta vẫn có thể làm được. Nào bây giờ các bạn cùng vẽ bông hoa hướng dương ra và cùng thực hành theo những chia sẻ của Phương. Chúc các bạn
làm ra được những bông hoa hướng dương đẹp nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.